Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm huyện của cả nước được chọn làm điểm chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vinh dự lớn cũng là trọng trách nặng nề bởi đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai trong thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng đối với sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, 3 năm qua, Nam Đàn đã huy động tối đa mọi nguồn lực để giành được nhiều thành tựu quan trọng, đưa vị thế của huyện quê bác nâng lên một tầm cao mới trong sự quan tâm ưu ái của cả nước. Về Nam Cát những ngày đầu xuân này, hình ảnh của một vùng quê nghèo chiêm trũng với kết cấu hạ tầng vừa lạc hậu vừa xuống cấp, khó khăn chồng chất trước đây đã được thay thế bằng một bức tranh toàn cảnh nông thôn đổi mới đầy sinh động. Chỉ sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhờ phát huy cao dân chủ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường trong toàn Đảng, toàn dân, biết chọn mũi nhọn, chọn việc, chọn nội dung phù hợp để ưu tiên triển khai thực hiện, Nam Cát đã huy động được trên 60 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó 80% là do nhân dân đóng góp, nên từ 7 tiêu chí ban đầu, nay Nam Cát đã vươn lên đạt 15 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, giữ vị trí tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Nam Đàn. Triển khai cái thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nam Cát được xác định là hoàn thành về đích vào năm 2015. Từ đó cấp ủy Đảng chính quyền đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động thực hiện một cách có hiệu quả, thu hút được đông đảo các cái tầng lớp nhân dân và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị vào cuộc tích cực. Và đến thời điểm này thì đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Những năm qua, cùng với sự quan tâm ưu ái của Đảng, Chính phủ, Nhà nước và đồng bào đồng chí cả nước, bạn bè quốc tế hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, vừa phát huy cao nội lực, thu hút được nhiều chương trình dự án lớn, từng bước xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn với tổng các nguồn vốn đầu tư đạt 260 tỷ đồng. Trong đó nhân dân xã nhà và con em xa quê đóng góp gần 50%, góp phần làm thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc diện mạo của quê hương bác kính yêu, giúp Kim Liên nhanh chóng hoàn thiện 34 trên 39 nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm hôm nay thì hệ thống thiết chế thể thao đồng bộ từ xã đến xóm cơ bản hoàn thành về tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về các trường học thì đến thời điểm hôm nay từ trường trung học cơ sở, trường tiểu học cho đến trường mầm non đã được bê tông hóa cao tầng và khang trang, đảm bảo là trường chuẩn quốc gia. Với xuất phát điểm là huyện thuần nông, thu nhập thấp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng xác định được vai trò vị trí và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, nên ngay từ khi triển khai, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Nam Đàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhằm phát huy sức mạnh nội sinh trong toàn Đảng, toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi nhà. Sau 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động được 554 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong đó nhân dân đóng góp gần 136 tỷ đồng, chiếm gần 25%. Đến nay, Nam Đàn đã có 2 xã đạt từ 15 đến 17 tiêu chí và 17 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 4 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng các ban ngành của huyện và cái sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các địa phương và đặc biệt là của bà con nhân dân trong huyện, nên là cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của huyện đã đạt được rất nhiều cái thành tích đáng ghi nhận. Mặc dù chặng đường trước mắt còn dài, còn lắm gian nan thử thách, nhưng những gì mà Đảng bộ và nhân dân Nam Đàn đã làm được sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ là động lực tiếp sức cho Nam Đàn để nhanh chóng về đích trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào đồng chí cả nước hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.